DeviceNet là gì? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tham gia vào thế giới tự động hóa của DeviceNet. DeviceNet là một giao thức cấp ứng dụng, được sử dụng trong môi trường tự động hóa. Nó là một công cụ giao tiếp cho phép bạn nói chuyện logic giữa PLC, bộ điều khiển logic khả trình, và nhiều thiết bị điều khiển, chẳng hạn như động cơ, băng tải, lưu lượng kế, cảm biến mất, vân vân thay vì PLC nói chuyện trực tiếp với các module io i rời rạc. Nó nói chuyện thông qua bộ quét DeviceNet. Ban đầu, nó được phát triển bởi Olin Bradley, một thương hiệu của Rockwell Automation, và họ quyết định chia sẻ công nghệ mới này với những người khác và biến nó thành một mạng mở. DeviceNet hiện được quản lý bởi Hiệp hội các nhà cung cấp DeviceNet mở hoặc ODVA, một tổ chức phát triển các tiêu chuẩn và cho phép các nhà cung cấp bên thứ ba sử dụng giao thức mạng DeviceNet tuân theo mô hình kết nối hệ thống mở hoặc OSI sử dụng 7 lớp bao gồm lớp vật lý, lớp mạng liên kết dữ liệu, lớp phiên truyền tải, lớp trình bày và lớp ứng dụng. Nói dựa trên giao thức công nghiệp chung hoặc CIP và sử dụng 3 lớp trên của CIP bắt đầu từ lớp phiên, trong khi 4 lớp dưới cùng đã được điều chỉnh cho phù hợp với ứng dụng DeviceNet. Lớp vật lý bao gồm sự kết hợp của cáp, nốt, tám và điện trở cuối trong một cấu trúc liên kết trunkline drop line. Chúng ta sẽ thảo luận một chút về các thành phần vật lý này. Đối với lớp liên kết dữ liệu, DeviceNet sử dụng mạng vùng điều khiển hoặc CAN tiêu chuẩn để xử lý tất cả thông báo giữa bộ điều khiển và thiết bị. Mạng và các lớp truyền tải của DeviceNet thiết lập kết nối với thiết bị bằng cách sử dụng ID kết nối cho các nốt bao gồm MAC ID của thiết bị và Message ID. Phạm vi hợp lệ của địa chỉ nốt là 0 đến 63, cung cấp cho bạn tổng số 64 kết nối có thể. Ưu điểm của kết nối ID là nó cho phép DeviceNet xác định các địa chỉ trùng lập bằng cách xem MAC ID và thông báo cho người dùng rằng nó cần được sửa. Chúng ta đã xem xét cấu trúc của các lớp ứng dụng DeviceNet. Hãy xem phần DeviceNet mà chúng ta có thể sử dụng. Cái hay đằng sau DeviceNet là nó đã kết hợp nguồn và tín hiệu thành một cáp, tiết kiệm tiền và giảm nhu cầu sử dụng nhiều cáp, sử dụng ít không gian hơn. Có 5 loại cáp với 3 loại tròn và 2 loại cáp dẹt. Đó là cáp tròn dày, cáp tròn mỏng, cáp tròn Class 1 cáp dẹt QuickLink và cáp dẹt QuickLink light. Loại bạn chọn được xác định bởi khoảng cách và giới hạn vật lý của ứng dụng của bạn Bạn có thể sử dụng cáp tròn, dày hoặc mỏng cho đường chính Trunk Line hoặc đường phụ Drop Line Cáp dẹt được sử dụng cho đường Trunk Line và cáp tròn Class 1 được sử dụng cho Drop Line Tất cả đều sử dụng các cặp dây xoắn một cặp cho nguồn DC 24V và một cặp cho tín hiệu Ngoài ra còn có một dây bảo vệ được sử dụng trong quá trình nổi đất. Cáp mà bạn chọn để phù hợp với ứng dụng của mình sẽ chủ yếu dựa trên khoảng cách vì có những giới hạn cụ thể về độ dài sẽ cho phép tốc độ dữ liệu tối đa. Các khoảng cách này được đo lường bằng hai biến, đó là khoảng cách đường trunk line và tổng chiều dài đường trunk line. Tốc độ dữ liệu device net là 150, 250 hoặc 500 kb mỗi giây. Độ dài cần thiết càng dài, sẽ dẫn đến tốc độ dữ liệu càng chậm và ngược lại. Cáp tròn dày có phạm vi chiều dài tối đa từ 500m với tốc độ 125 km trên dây, đến chiều dài tối đa là 100m với tốc độ 500 km trên dây. Cáp tròn mỏng có cùng chiều dài tối đa là 100m cho cả 3 tốc độ dữ liệu là 125, 250 và 500 km trên dây. Cáp phẳng QuickLink có phạm vi từ 420m với tốc độ 125 km h giây đến 75m với tốc độ 500 km h giây. Các phẳng Quickling Light có phạm vi từ 350m với tốc độ 125 km h giây đến 55m với tốc độ 500 km trên giây. Vì không có độ dài dây được xác định trước, bạn có thể đặt các kết nối với cáp dạng ở bất kỳ đâu trên đường dây làm cho sự lựa chọn này trở nên tuyệt vời cho việc đặt thiết bị. Đường Trunk Line yêu cầu điện trở đầu cuối 121 ohm, 1%, 0,25 W hoặc lớn hơn ở mỗi đầu của đường trunk line và được kết nối trực tiếp qua các dây tín hiệu màu xanh và trắng. Các điện trở đầu cuối làm giảm nhiễu điện và nếu không có chúng ở đúng vị trí của chúng, device net sẽ không hoạt động bình thường. Các đường drop line kết nối các thiết bị với đường trunk line và tốc độ dữ liệu bạn chọn. Xác định tổng chiều dài đường drop line cho phép. Hạn chế lớn nhất đối với đường drop line là khoảng cách cáp tối đa từ bất kỳ thiết bị nào đến đường trunk line là 6m. Tổng chiều dài drop line tối đa cho mỗi tốc độ dữ liệu là 160m ở tốc độ 125 kb tám 80m ở tốc độ 250 kb dây và 40m ở tốc độ 500 kb trên giây. Một lần nữa cho thấy rằng, ở tốc độ dữ liệu cao hơn, bạn nhận được khoảng cách ngắn hơn mà mạng của bạn có thể tiếp cận. Và ngược lại, ở tốc độ dữ liệu thấp hơn giúp bạn có khả năng tiếp cận xa hơn. Bạn có thể kết nối đường trunkline với các thiết bị bằng nhiều loại táp và đầu nối. Các thiết bị có thể được gắn vào các táp và đầu nối này hoặc trực tiếp vào đường trunkline hoặc bằng cách phân nhánh hoặc bằng cách sâu chuỗi daisy chain chúng lại với nhau. Sự lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến tính toán tổng chiều dài của drop line, bởi vì các kết nối trực tiếp được coi là không tăng độ dài của drop line. Trong khi phần nhánh hoặc kết nối chuỗi daisy sẽ làm tăng thêm độ dài của drop line. Các kết nối này được thiết kế đặc biệt để cho phép thay thế các thiết bị mà không làm gián đoạn mạng. Bây giờ, chúng ta đã xây dựng mạng vật lý hãy nói về mặt phần mềm là giao diện để định cấu hình mạng DeviceNet của chúng ta. Olin Bradley đã phát triển RS Networks, cho phép DeviceNet có thể ánh xạ và gắn địa chỉ cho tất cả các thiết bị trong mạng. RS Networks cho DeviceNet sử dụng bố cục đồ họa hoặc bản tính để vạch ra mạng và sau đó cấu hình được thiết lập trong tất cả các thiết bị và sau đó được tải xuống bộ quán DeviceNet bộ quét DeviceNet là một phần cứng nằm trong khung PLC và nói chuyện với PLC thông qua bảng nối đa năng của khung. DeviceNet sử dụng bản dữ liệu điện tử EDS là các tệp văn bản đơn giản chứa tất cả thông tin để nhận dạng thiết bị và hỗ trợ đưa chúng vào mạng. Ưu điểm của DeviceNet là chi phí thấp, được chấp nhận rộng rãi, độ tin cậy cao, sử dụng hiệu quả bằng thông mạng và nguồn điện có sẵn trên mạng. Nhược điểm của device net là băng thông hạn chế, kích thước tin nhắn hạn chế và chiều dài cáp tối đa cũng tương đối ngắn. Nhiều tài liệu đã nói rằng 90% đến 95% tất cả các vấn đề về device net là một trong hai điều sau. Thứ nhất là sự cố cáp. Thứ hai là bạn không có tệp IDS chính xác được đăng ký trong RS Networks cho device net. Điều này làm cho device net trở thành một mạng tuyệt vời khi nhìn vào bức tranh tổng thể vậy bạn có nghĩ rằng nó có thể hoạt động cho ứng dụng của bạn không hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trong phần bình luận bên dưới